Chào các em. Thế khi giờ học tiếp bài sự nóng chảy và sự đông đặc, chờ cô kiểm tra là bài cũ các em. Thứ nhất, nêu các kết luận đã học về sự nóng chảy. Rồi chúng ta trả lời như sau. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định, nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi. Đó là phần trả lời của phần kiểm tra bài cũ. Như là ở bài trước chúng ta đã học về chủ đề sự nóng chảy và sự đông đặc. Là một là mã chúng ta đã tìm hiểu xong về sự nóng chảy. Thì chúng ta sẽ vào tiếp phần 2 là mã là sự đông đặc. Chúng ta vào phần 1 dự đoán. Rồi, các em đặt sách ra trang 72, trang 77. Dự đoán như vậy trong sách giáo khoa là trong thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến. Khi băng phiến được đun nóng, nó nóng dần lên rồi nóng chảy. Giờ người ta gọi chúng ta là hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra đối với băng phiến khi thoi không đun nóng và để băng phiến nguội dần. Và các em hãy viết điều dự đoán vào vở. Và chúng ta dự đoán như sau. Như là khi không đun nóng, nhiệt độ băng phiến sẽ giảm dần. Băng phiến đông đặc thành thể rắn. Sau khi đông đặc, nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm. Đó là chúng ta dự đoán, các em ghi phần dự đoán vào vở. Rồi chúng ta sang hai nhỏ, phân tích kết quả. Rồi các em nhìn vào sách trang 77. A. Đun băng phiến như thí nghiệm ở hình 24.1 ở bài 24 mà các em quan sát rồi đó. Lên tới khoảng 90 độ C rồi tắt đèn cồn. Sau đó lấy ống nghiệm đựng băng phiến ra khỏi nước nóng và để cho băng phiến nguội dần. Khi nhiệt độ băng phiến giảm đến 86 độ C thì bắt đầu ghi nhiệt độ và thể của băng phiến trong thời gian quan sát. Cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt độ và thể của băng phiến cho tới khi nhiệt độ giảm tới 60 độ C. Cho ta được bảng 25.1 và các em nhìn vào bảng 25.1 sách giáo khoa trang 77 là nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình để nguội. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dựa vào bảng 25.1 này để vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình băng phiến đông đặc. Rồi, các em quan sát nhìn trên cái màn hình của cô nha. Bảng 25.1. Như vậy là trong quá trình làm thí nghiệm và người ta thu lại được như bảng 25.1. Và các em lật cuốn tập ra gồm có cây thước và cây bút chì, cô sẽ hướng dẫn cho em vẽ. Thứ nhất, trục nằm ngang là trục thời gian. Mỗi cạnh ô vuông trên trục này biểu thị 1 phút. Là chúng ta đặt thước vẽ đây. Trục nằm ngang là trục thời gian. A là thời gian đơn vị là phút. Và chốt của trục thời gian là chúng ta ghi là phút thứ 0. Tương tự, trục thẳng đứng là trục nhiệt độ. Và chúng ta đặt vuông góc chúng ta kẻ. Và trục nhiệt độ. Phía trên là chúng ta ghi mũi tên đó là nhiệt độ đây. Nhiệt độ đối với đơn vị độ C. Đây chục thời gian và mỗi một cạnh ô vuông trên chục thời gian hay chục nhiệt độ đều biểu thị trên chục thời gian thì biểu thị đó là 1 phút em. Và góc của chục nhiệt độ là chúng ta ghi tương ứng là 60 đây với đây, hai góc của chục thời gian là ghi phút thứ không, phút góc của chục nhiệt độ là chúng ta ghi 60 nè. Và mỗi một cạnh ô vuông trên trục thời gian biểu thị là 1 phút nên là chúng ta chia tới phút thứ 15 theo như bảng 25.1 và phút thứ 15. Và tương tự, góc của trục nhiệt độ chúng ta ghi 60 nè, vậy là tại đây là 60, mỗi một ô vuông trên đây là 1 độ C nè. 60, 61, 62, 63 và chúng ta cứ chia và cứ đếm tiếp tục và chúng ta chia tới 86 độ C. Đây, tới 86 độ C. Rồi giờ các em quan sát cô hướng dẫn vẽ nha. Rồi chúng ta nhìn vào bảng 5.1 nè. Phút thứ 0 ứng với nhiệt độ là 86, đây phút thứ 0
nguyên độ là 86 nằm ở trên đây là chấm chấm tròn đây. Rồi chúng ta nhìn vào bảng 25.1 tiếp. Phút thứ nhất ứng với nhiệt độ là 84. Phút thứ nhất đây, phút thứ nhất ứng với nhiệt độ 84 ở đây. À, chúng ta đặt một que thước kẻ một, chúng ta kẻ một đường giống cho nó song song với trục nhiệt độ. À, trong cái trục nhiệt độ đều ứng phút thứ nhất nào, thấy chưa? Rồi chúng ta đặt cái thước trên trục thời gian nè, chúng ta kẻ một đường song song với trục thời gian cái chân chỗ 84 nè, kẻ. Rồi như vậy là nói hai điểm này là chúng ta được một điểm xác định. Chúng ta nói điểm giữa thời gian và trục nhiệt độ, chúng ta được một điểm xác xác định như là điểm thứ nhất là ở đây, điểm thứ hai. Và tương tự chúng ta nhìn vào bảng, phút thứ hai ứng với 82, phút thứ hai ứng với 82. Rồi tương tự chúng ta cũng đặt một cái thước cho nó song song với trục thời gian xuất phát 82 này, chúng ta cũng kẻ một đường nói giữa trục thời gian, trục nhiệt độ là chúng ta được điểm một điểm xác định, đó là điểm thứ thứ ba. Và các em tương tự nha, chúng ta nhìn lên đây, phút thứ tư ứng với nhiệt độ, phút thứ ba ứng với nhiệt độ là 81, phút thứ ba ứng với nhiệt độ là 81, phút thứ tư ứng với nhiệt độ là 80. Đây phút thứ tư ứng nhiệt độ là 80, phút thứ năm cũng ứng 80, phút thứ sáu nhiệt độ 80, phút thứ bảy cũng nhiệt độ 80. Và lúc này chúng ta lưu ý nha, từ phút thứ 0 đến phút thứ 3, lúc này băng phiến tồn tại ở thể lỏng và khi nhiệt độ nó giảm xuống còn 80 độ C thì lúc này nó chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang là thể rắn và lỏng. Như lúc này là băng phiến nó nằm ở dạng là sệt, nó còn là thể rắn và lỏng. Và tới phút thứ 8 bắt đầu là nhiệt độ băng phiến là tiếp tục giảm và lúc này băng phiến bắt đầu nó chuyển sang thể rắn, và đến phút thứ 15 là nó chuyển sang thể rắn hoàn toàn. Đây, chúng ta cứ lần lượt chúng ta nhìn vào bảng 25.1 và chúng ta lần lượt nói giữa điểm của trục thời gian và trục nhiệt độ thì chúng ta sẽ được một điểm xác xác định. Đây phút thứ 15 ứng nhiệt độ 60, đây phút thứ 15 ứng nhiệt độ 60. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng thước chúng ta nói các điểm này lại. Chúng ta lưu ý dùng thước chúng ta gạch một đường thẳng nói cho nó đi qua những điểm này ha, chứ không phải là chúng ta gạch thẳng hay cho đi qua những điểm này. Rồi nó là một đường thẳng. Rồi chúng ta nói tiếp cho nó đi qua những điểm này nha. Rồi đó là chúng ta, đây là cái, đây là đường biểu diễn của băng phiến trong quá trình đông đông đặc thì nhiệt độ nó giảm dần theo thời gian. Như vậy là dựa vào đường biểu diễn này để chúng ta trả lời các câu hỏi C. Cái phần này các em quan sát là nó chúng ta vẽ vào vở. Và chúng ta sẽ căn cứ vào đường biểu diễn vừa vẽ, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi C. Rồi, câu hỏi thứ nhất. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc? Là tới 80 độ C thì băng phiến bắt đầu đông đông đặc. Đây các em nhìn là 80 độ C nè, băng phiến bắt đầu đông đặc. Và chúng ta đối chiếu lại với bảng 25.1 à, bắt đầu lúc này nó chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể lỏng và thể rắn, đó là ở phút thứ tư. Lúc này băng phiến bắt đầu là bắt nó là chỉ mới bắt đầu thôi, vậy là nó tồn tại còn ở đang thể rắn và lỏng. Rồi, câu hỏi C2. Và nhớ các em ha, câu hỏi C1 đây chúng ta ghi cái phần trả lời câu hỏi vào vở thôi, cái xuất hiện bằng tay nè. Cái phần nào cô kêu ghi, các em ghi vào nghe, cái phần ghi trả lời câu hỏi C1 vào tới câu hỏi C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng đường biểu diễn có đặc điểm gì? Như vậy là ở đây có ba ý, thứ nhất là từ phút 0 đến phút thứ tư. Đây chúng ta thấy là từ phút thứ 0 nè. Từ phút 0 đến phút thứ tư nè. Rồi, từ phút thứ tư đến phút thứ bảy, rồi từ phút thứ bảy đến phút thứ 15, như đây chúng ta có ba giai đoạn. Là từ phút 0 đến phút tư lúc này là đoạn thẳng nằm nằm nghiêng, đây tới đây là đoạn thẳng nằm nghiêng.
Rồi từ phút tư đến phút thứ bảy. Từ năm đến sáu thứ bảy là đoạn thẳng nằm, nằm ngang. Rồi từ phút thứ bảy đến phút thứ 15 thì lúc này cũng thấy nhiệt độ của nó nè. Đường biểu diễn nó đi xuống. Như là nó là đoạn cũng là đoạn thẳng nằm, nằm nghiêng. Chúng ta ghi mấy phần trả lời vào vở nha. Rồi câu C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của bông phiến có thay đổi. Nhiệt độ của bông phiến thay đổi thế nào? Cũng có 3 ý. Từ phút 0 đến phút thứ 4. Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7. Và từ phút thứ 7 đến phút thứ 15. Thì chúng ta nhìn vào đây. Nhìn vào bảng. Nhìn vào đường biểu diễn. Và chúng ta kết hợp với bảng 25.1. Thì chúng ta thấy rằng là từ phút 0 đến phút thứ 4. Thì nhiệt độ của bông phiến sao? Giảm. Nhiệt độ của bông phiến giảm từ là 86 đây, từ 86 độ C xuống còn 80 độ C. Đây phút thứ tư. Rồi từ phút thứ tư đến phút thứ bảy. Rồi nhiệt độ của bông phiến không đổi. Từ phút tư thứ tư đến phút thứ bảy nhiệt độ bông phiến không đổi vẫn là 80 độ độ C. Và từ phút thứ bảy đến phút thứ 15. Nhiệt độ của bông phiến giảm từ 80 độ C đến 60 độ độ C là nhiệt độ của bông phiến giảm, giảm dần theo thời gian. Chúng ta có số 3 là chúng ta cũng ghi cái phần trả lời vào vở. Rồi qua phần trả lời câu hỏi C1, C2, C3 chúng ta đã chọn từ tích hợp trong khung để điền vào chỗ trống. Rồi, câu A chính là chỗ bạn rút ra kết luận này, câu hỏi C4 của các em. Thì có câu A và câu B. Bông phiến đông đặc ở, chúng ta nhìn vào bảng 25.1, chúng ta sẽ chọn được từ điền vào là bông phiến đông đặc ở 80 độ C. Thì nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng bông phiến. Nhiệt độ đông đặc bằng với nhiệt độ nóng chảy, tại vì bông phiến nóng chảy ở 80 độ C thì nó cũng đông đặc ở 80 độ C, do đó là nhiệt độ đông đặc sẽ bằng nhiệt độ nóng chảy. Rồi trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của bông phiến sao? Không thay đổi. Hai chúng ta cái phần rút ra kết luận này chúng ta điền từ vào vở thôi, chúng ta ghi từ điền vào vở. Chúng ta không cần ghi lại nguyên câu, ghi cái phần điền từ vào vở. Ví dụ câu A là 80 độ C. Rồi ý thứ hai là điền từ bằng và câu B. Chúng ta ghi từ vào vở là không thay đổi. Rồi ghi nhớ. Như vậy qua cái phần 25 bản này chúng ta rút ra được ghi nhớ gì cho bài học hôm nay? Sự chuyển từ thể nào sang thể nào gọi là sự đông đặc? Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. Rồi phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ xác định, nhiệt độ đông đặc sẽ bằng với nhiệt độ nóng chảy. Rồi trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi. Rồi các em ghi cái khung ghi nhớ này chúng ta vào vở ha. Đây là cái nội dung mà chúng ta có phần 25 mã về sự đông đặc để chúng ta học bài. Nhắc lại ha, chúng ta có ba ý. Thứ nhất, sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. Rồi phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ xác định và nhiệt độ đông đặc sẽ bằng nhiệt độ nóng chảy. Ý thứ ba, trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi. Đây là nội dung của bài học hôm nay ha. Của phần 25 mã là sự đông đặc. Chúng ta ghi vào. Rồi chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi C6. Trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể nào của đồng? Rồi trong việc đúc tượng đồng thì có hai quá trình chuyển thể của đồng. Thứ nhất là đồng nóng chảy chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở lò nung. Đồng đông đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn trong khuôn đúc. Như vậy chúng ta thấy là có được bức tượng đồng Huyền Thiên Chấn Vũ thì người ta sẽ đầu tiên là đun nóng một khối đồng, sau đó nóng chảy ra, sau đó người ta sẽ đổ vào khuôn và sau đó để nguội thì nó sẽ có được hình dạng của bức bức tượng. Vậy là chúng ta giống như là chúng ta có hai ví dụ, chúng ta có một cái ngọn nến, khi chúng ta đốt nó thì ngọn nến nó sẽ ngọn lửa nó làm cho nến nó chảy chảy ra, nhưng khi đã để nguội thì nó sẽ chuyển như gì? Lúc mà nóng chảy thì nó ở thể lỏng, nhưng khi để nguội thì nó chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, thì gọi đó là sự đông đông đặc. Rồi câu hỏi C7,
Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ? Vì nhiệt độ này là nhiệt độ xác, vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan, nên người ta chọn nhiệt độ của nước đá đang tan ở 0 độ C để làm mốc đo nhiệt độ. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là hết. Và nhiệm vụ các em về nhà là chúng ta sẽ dựa vào bảng 25.1. Các em sẽ vẽ lại đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi để nguội băng phiến. Thứ hai là các em đọc phần có thể em chưa biết, để các em học thuộc phần ghi nhớ, làm bài tập của bài 24, 25, bài tập 6, 7, 14, 15 trong sách bài tập. Và các em chuẩn bị cho bài mới, đó là sự bay hơi và sự ngưng tụ. Rồi, chúc các em học tốt.